Một người đàn ông sống trong chòi rẫy một mình đã tử vong với 20 vết chém chí mạng. Và trong sáng nay 18 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột điều tra làm rõ, truy tìm hung thủ. Nạn nhân trong vụ án này là ông Y Kim Bia, 50 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 10, chị H'Nga Biă, 21 tuổi, là cháu ruột của ông Y Kim, đến rẫy của gia đình ở Buôn Bua, xã Hòa Xuân, cạnh rẫy của ông Y Kim để hái cà phê. Thời điểm này thấy cửa nhà chòi khóa ngoài nên chị Nga nghĩ bác mình đi vắng. Tuy nhiên sau đó chị Nga nhìn qua khe cửa sổ bên hông thì phát hiện ông Y Kim nằm sấp giữa nền nhà, trên người bê bết máu. Ngay sau đó chị Nga đã hô hoán người thân và trình báo đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm xác định đây là vụ án mạng đã xảy ra từ khoảng 1 đến 2 ngày trước. Tử thi đã bắt đầu bốc mùi. Trên người nạn nhân có khoảng 20 vết chém chí mạng vào vùng đầu, mặt, cổ và lưng, thể hiện hung thủ ra tay rất tàn độc. Dưới nền nhà vẫn còn bày nguyên các dụng cụ nồi niêu, bịch ni lông đựng rượu và ly chén dùng để ăn nhậu. Được biết, ông Y Kim sống một mình trong tròi rẫy này từ nhiều năm qua. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột tích cực điều tra truy bắt hung thủ gây án để làm rõ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.